Ra đi mấy vòng chợ giờ quyết định ăn món gì đây anh? Quyết định ăn tôm. Tôm của anh? Ôi trời ơi, anh mua đồ hơi khổ thế. Anh mua đồ, mua cá chết rồi. Chợ đây thì
hộ cho luôn, sơ chế là đỡ mình ăn bỏ luôn, có tiền anh này phục vụ tận nơi tận chỗ. Let's go. Cái rửa qua rồi còn tí nữa bày ra kia mà em cứ tắm đi. Được con cá to nhỉ anh nhờ. Con cá này là cá gì đấy anh? Cá chép ạ. Cái này là cá chép om dưa. Cá chép om dưa. Anh em ơi, trước khi mua cá về anh em nhớ phải bóc cuối nha. Bóc cuối cho hết nhớ đi. Lấy ruột thế bật ra đi. Bóc mang ra. Sau khi quy trình bóp muối hết rồi thì bắt đầu ta mới đến cái đoạn gọi là có nhiều người ấy, người ta nấu cá chép thì người ta đưa thẳng phần to, chú thì thích ăn theo kiểu là chiên qua, chiên qua con da con cá nó vàng, nó đưa om nó ngấm gia vị nó cũng vỡ cá. Tôm về đang sơ chế anh em nhé. Tất cả anh em nhìn mình nhá. Đây là cái phần gọi là khâu sơ chế nguyên liệu anh em nhá. Sơ chế nguyên liệu xong để chúng ta bắt đầu là vào việc. Muốn nấu nó nhanh mà nó thuận tiện thì đầu tiên chúng ta phải sơ chế tất cả các nguyên liệu thì xong rồi xếp gọn một chỗ, xong rồi lúc đấy ta bắt đầu nấu. Quy cách của đầu bếp anh em nhé, chúng ta phải làm đúng quy trình như thế. Đây là ớt đỏ, ớt này ớt không cay mọi người nhé, ớt đỏ ngọt. Đây là cái nguyên liệu để chúng ta cho vào cá chép om dưa. Thái chỉ nhá, yêu cầu mọi thành phẩm thái chỉ. Thank you.
chép mắm dưa với cả cà chua anh em ạ. Nhưng mà Phú thì không dùng cái vỏ cà chua này. Thì tiện là sẽ mình sẽ tỉa một bông hoa tí về một đĩa cho đẹp. Đẹp luôn anh em ạ. Rất đơn giản, dễ chơi, dễ trúng thưởng mà vừa tiện lợi. Thôi đằng nào chúng ta vứt đi thì cố công một tí để cho chúng ta có cái bông hoa lên bữa cơm. Mình phục vụ cho cái người ăn cơm ấy, người ta cảm giác là được quan tâm, được trau chuốt thì mình hoàn. Kéo đéo một tí. Cà chua đằng nào chúng ta băm ra làm sốt. Vỏ ngoài này thì khi chúng ta đun đường ra thì nó sót lại rất là sơ. Đằng nào một công bứt đi thì ta chỉ khó một tí. Đấy, này là chúng ta tí được có một bông hoa hồng bày đĩa rất là đẹp này. Đúng không anh em? Có ok anh ơi, quá tuyệt vời. Đấy, chúng ta cắt một cái đế. Đấy, như này chúng ta có ngay một bông hoa hồng để thì chúng ta bày đĩa. Chúng sẽ để gọn bông hoa hồng ở đây. Như vậy là chúng ta đã có hai bông hoa hồng. Cá chép mắm dừa thì các bạn ạ, nó phải có thịt ba chỉ nhá. Đó, đây chỉ để cho vào cá chép mắm dưa. Sẽ thái con chì. Đó. Thái con chì này. Để đưa vào thành phẩm chúng ta om miếng thịt. Để thái đều miếng nha anh em nhé. Thái con chì này đều miếng. Khi om với cá chép mắm dưa nó ra và nước thịt nó cũng rất là thơm vậy. Cho miếng cá. Đây tao ngổ đi em nhá. Cá chép mắm dưa phải có tao ngổ. Cắt khúc nha anh em. Đều nhau. Khi cái thành phẩm các bạn đưa vào các khúc thì các khúc đều nhau. Em thấy cái món gì có liên quan đến cá là đều thì làm phải không anh Phú? Đúng rồi, thì là tẩy tay. Đó. Thì là tẩy tay. Thì là hành lá. Đều những là những cái nguyên liệu rất là quen thuộc. Vàng đưa một cái thì là ok. Khi ta đưa vào om
vỡ cá. Cá chia xong rồi em ạ, bây giờ chúng ta chỉ đưa vào đây. Đồng thời là nước con dưa. Đu sủi. Đây là thịt này, thịt để rang trái cạnh lên. Nha, sau khi thịt ba chỉ nó chém chém vào vàng rồi thì mình đưa vào xào. Bên cạnh mọi người, nhưng mà tôi học chưa tốt nghiệp, riêng môn nấu ăn thì tôi chưa được tốt nghiệp. Đấy anh em ạ, bây giờ là thì là đưa dưa vào cào, cào bao giờ dưa nó săn đi. Đấy, tí nữa chúng ta đi cho nó bị. Thì nó dưa săn nữa. Xin rồi, đây rồi, nước dưa đây anh em ạ. Nước dưa thì chúng ta phải cho một ít gừng vào nhá. Nước dưa cho gừng vào. Dưa thì nó hợp với đường, cho cái gì đó cho thơm. Đảm bảo anh em ăn thì thôi nhức lưỡi. Sau đó cho đường. Thơm chưa? Thơm nhé. Đấy. Còn cái nồi nước này, đây quay đây. Cái nồi nước này anh em ạ, là có gừng này, đây nước dưa nhá, gừng này, cà chua. Đó, đưa cà chua vào, gừng vào để nó thơm đi. Đấy, sau khi mọi người đảo xong cái này rồi, săn rồi. Dưa là ngấu ra vịt rồi. Cho ra bếp này. Anh em ơi, sau khi chờ đợi cái nước om dưa này nó được thì chúng ta là bếp này chúng ta sẽ xào khoai tây, làm lại tôm trước, giảm tôm. Bây giờ chúng ta làm tôm trước. Thịt ba chỉ cà chua nhá anh em, nước dưa. Cứ để nó mềm ra. Một ít hành khô này, tỏi, hành tỏi chi thơm. Sau khi hành tỏi chi thơm rồi thì anh em cho tôm ăn. Để thức ăn mặn anh em ạ. Tôm đã được lột vỏ anh em nhá, tôm đã được lột vỏ, để lại đầu đuôi thôi, còn đâu chúng ta lột vỏ hết. Đấy, lột vỏ nó ăn nó rất là rắt răng. Nhà tôi ăn thì nguyên một lột vỏ. Tí nước vào om. Cho tí nước vào chúng ta om, bắt đầu chúng ta cho gia vị.
lên. Mắm. Đường cho sau cùng, bắt đầu cạn. Chúng ta om nhỏ lửa cho cạn nhé. Cho tôm nó ngấm gia vị, khi nó thẩm thấu gia vị nó cô lại rồi, chúng mình chỉ còn nấu đầu ăn thì chúng ta xuống đường. Anh em ơi, tôm nó gần cạn rồi thì anh em cho một ít dầu vào và tạo được bóng cho tôm nhé. Mà dầu hào này nó có vị hơi mặn mặn nhưng anh em tạo độ gậy cũng tạo được bóng cho tôm. Đấy, khi ra là con tôm nó rất là bóng. Ok. Chạy bọc miếng ăn nó đưa mồm thì nó bóng. Bây giờ chúng ta om nó đảo cho khi nào tôm nó rắn đi là ok. Thơm lắm mùi hành tỏi. Cuối cùng khi nào ra thì chúng ta cho hành lá hạt tiêu. Đấy là gia vị của món tôm. Bắt đầu là tôm là cạn rồi. Cạn thì bây giờ chúng ta cho đường này. Một ít đường thôi anh em ạ. Đừng cho nhiều quá. Cho nhiều quá này ăn nó nhiều, ăn kẹo không ngon. Và cho đến hương thôi. Đấy, bây giờ có đường vào rồi thì nó, khi nó chảy đường ra nó sẽ vàng con tôm. Bây giờ đảo nó đường nó đều. Hết rồi, nước của tôm là nước cái nước nã ở trong này rồi, nó ngon là hết rồi, bây giờ chỉ còn dầu ăn thôi. Thì là tôm rất là thơm. Thì đây, sau khi tôm thơm rồi chúng ta cho một ít hành lá vào. Đấy, đưa lên đĩa là ăn mát mát anh em nhá. Rồi, ok. Em ơi, cho nước là ok rồi. Bây giờ chúng ta đổ vào con cá thôi. Cá nó rồi. Hành thì là cà chua. Cũng khoai tây, tây tây. Ok anh em ơi. Chảo ra rồi, bắt đầu cho tí dầu vào để chúng ta làm gì? Khoai tây. Om khoai tây. Khoai tây om. Khoai tây om. Om khoai tây. Chúng ta có tỏi nha. Đây, còn lại với tỏi thì tôi to văn bám mạnh em ạ. Rồi, thơm rồi, tỏi thơm rồi. Đi rồi. Cú thăm này, cho tí tí nước đây. Cho tí nước lọc đây. Đây anh em ạ, tỏi thơm lắm rồi. Anh em muốn nó không cháy thì phải cho nước vào nha, để om nha. Cho nước vào này. Chị ơi, ít quá chị ơi. Đây, cho nước vào, sau đó chúng ta mới cho gia vị nhá. Nào, bắt đầu cho gia vị này. Rồi, bắt đầu cho gia vị. Hạt lên, cơ no. Không có rau thơm à? Hạt lên, cơ no, mì chính. Chị muốn rau gì? Rau núi quá. Ở trong đấy, còn cả khoai đây thì tôi hỏi bà bán hết sao được. Đấy, đun bắt đầu nó cạn là được. Đấy, rất đơn giản thôi. Đun bắt đầu nó cạn là cái khoai tây này nó sẽ mềm. Cũng thái dày cho nên là gì? Cần phải om. Anh em ơi, khoai tây là gọi là được thôi. Nói kiểu giỏi quá rồi anh em ạ. Đây là xin phép mà chuẩn bị ra khoai. Trước khi ra khoai thì là gì? Làm tí gọi là đây, để cho nó xanh xanh đỏ đỏ đẹp, 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 đẹp,
Thế là chúng ta đã có một đĩa khoai tây rất là ngon. Cho gia đình nhà ăn là cá chép om dưa đấy. Trong cái nồi cá chép om dưa nó gồm có này gừng này, ớt Đà Lạt này, thì là rau ngổ, hành khô và một ít màu điều, cà chua và dưa. Đó là những cái gia vị gia giảm để chúng ta ăn cá chép om dưa. Và thứ hai nó là món khoai tây. Khoai tây ạ. Om nói là tỏi. Tôm rang. Mấy gia đình ăn cơm đi chúng tôi nha. Cơm. Rồi.